học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng muốn quay về, cười giòn tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang. Cùng đùa vui, cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường, từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương. Nhớ đến những phút giây mình cùng ngồi trò chuyện nơi đây, ta dòng chơi vui đùa theo tháng ngày. Có những lúc ghét nhau rồi hôm sau lại chợt quên mau, giờ ra chơi vẫn sáng lớp bên ta cùng đá cầu. Kỷ niệm đó mãi chẳng thể quên, giờ cứ mỗi lúc mùa thi đến, cùng sẽ chia bao nhiêu khó khăn bên nhau lúc cần. Nụ cười hãy cứ mãi giòn tan, nụ cười hãy cứ mãi thật trong sáng, để tôi mang đi theo suốt đời, mang theo suốt đời. Thời học sinh thật vui ghê, làm cho ai cũng muốn quay về, thời gian tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang. Cùng đùa vui, cùng mơ ước, cầm tay ta bước trên con đường, từng khoảnh khắc đậm đà cho lòng thêm vấn vương. Về một thời học sinh, la 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 la. Về một thời học sinh, la 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 la. Về một thời cho ai ngày xưa bây giờ chỉ
giận hơn một thời quá hồn nhiên. Tôi ngây thơ làm sao quên mất nơi những rung động, chạy theo những cơn mưa đầu mùa, hạnh phúc khi cho nhau lời hẹn, đưa đón nhau về từng ngày, tình yêu trong sáng một thời. Tôi áo trắng phút xa mùa nghẹn ngào khóc lên, thấy tôi vẫn đứng nhìn theo trường dưới chẳng bao giờ. Trò với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Mới ngày nào, chúng ta vẫn là những cô tú, cậu tú, ấp ủ trong mình biết bao ước mơ, khát khao, hoài bão, kỳ vọng về những tương lai tốt đẹp. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, kể từ ngày lớp chúng ta chia tay các thầy cô giáo, cô, bạn, thầy, mỗi người một nơi, mái trường một nơi, mỗi người chúng ta một nơi. Và bây giờ đã là 20 năm chẵn. Cũng gần đấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan bộn bề của cuộc sống. Nhiều thứ đáng nhớ và nhiều thứ cũng đã quên. Nhưng có một điều chắc chắn trong mỗi chúng ta không thể quên được,
Đó là những ngày tháng còn học chung trường dưới mái trường thân yêu ấy. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng rực rỡ cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng mỗi chúng ta một nỗi bồi hồi sâu xuyến. Và cũng trong sự cảm thông sâu sắc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để được một lần gặp lại cô chủ nhiệm và các bạn. Ngày hôm nay, vượt qua cái lạnh giá của mùa đông, vượt qua khoảng cách về thời gian và địa lý, chúng ta ước hẹn trở về đây để được tìm lại ký ức của tuổi học trò với biết bao kỷ niệm đẹp, để rồi sau nhiều năm xa cách chúng ta đã gặp lại trong bồi hồi và xúc động. Vâng, xin một tràng pháo tay thật lớn để thể hiện tình cảm và chào đón cô chủ nhiệm Đặng Thị Mộng Vân và các bạn thành viên của A6 thân yêu. Thưa các bạn, không biết các bạn còn nhớ hay đã quên, còn tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng trường trung học phổ thông. Tôi đã từng đặt cho mình biết bao câu hỏi: cô chủ nhiệm có khó tính hay không? Cô dạy môn nào? Cô giảng bài có dễ hiểu không? Và chắc các bạn đã nhớ ra rồi phải không ạ? Có một người luôn giúp chúng ta mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, là chất keo gắn kết thành viên trong tập thể A6 từ những con người không quen biết thành những con người tri kỷ, truyền cho chúng ta tình yêu tha thiết với môn toán. Người đã dìu dắt chúng ta từ những bước đi chập chờn, những ngày đầu tiên là học sinh, và đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt chặng đường 3 năm trung học phổ thông. Người đó là ai ạ các bạn? Người đó là ai ạ? Vâng, nhân vật chính trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cô chủ nhiệm Đặng Thị Mộng Vân. Xin mời cô đứng lên ra mắt toàn thể tất cả các bạn trong hội trường ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, các em xin được mời cô bước lên sân khấu để giao lưu cùng với chúng em. Trân trọng kính mời cô. Đã 20 năm trôi qua, kể từ ngày rời xa ngôi trường thân yêu, những cô cậu học trò hồn nhiên trong sáng bây giờ đã khác xa khá nhiều. Ngày hôm nay, chúng ta bỏ lại hết ở ngoài cánh cửa kia để được trở về với những hồi ức đẹp và cùng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống, cùng vui mừng và tự hào đã từng là học sinh của trường trung học phổ thông Nam Sách. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng em rất là mong cô sẽ giúp ban tổ chức sẽ nhận diện 15 phút truy bài, nhận diện từng các bạn trong lớp ạ. Chúng ta hãy cùng chào các thầy lớn được không? Xin mời các bạn ạ, bây giờ là 15 phút kiểm tra, xin mời các bạn lần lượt bước lên sân khấu để trả lời câu hỏi. Cô bảo đây là bạn Phương Nam mà đáp án chính xác chưa? À, xin mời bạn Phương Nam bước lên sân khấu. Một cô bạn rất là nhút nhát trong quá trình học trung học phổ thông, và một cô bạn rất là xinh xắn, và đến bây giờ sau 20 năm chúng ta vẫn nhìn thấy một nét đẹp dịu dàng, hiền hòa của một cô gái rất là hiền lành của lớp A6 ngày xưa. Chúng ta hãy một lần nữa dành một tràng pháo tay đặc biệt để cảm ơn cô chủ nhiệm. Thường trả lời câu hỏi của cô, còn hôm nay thì cô đã bị chúng ta hỏi đúng không ạ? Và bây giờ xin mời cô tiếp tục nhận diện giúp chúng em ạ. Không, đây là bạn Hoàng. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Xin mời bạn Hoàng bước lên trên này. Và trí nhớ rất là tốt, khi các bạn hình ảnh của các bạn xuất hiện trên sân khấu là cô đã nhận ra ngay. Các em ơi, hồi hộp
quá, âm anh lòng. Bạn bạn mới vào nhờ cô giáo. Hôm nay 2 tháng 11.
À vâng, thưa các bạn, là trong ngày 2 tháng 11 thì đại diện của lớp chúng ta có hai bạn, đó là bạn Huế A và bạn Hương C đã thay mặt cho cả lớp đến thăm cô và có bó hoa cũng như tình cảm của lớp gửi cho cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Xin mời bạn tiếp theo. Bạn Khoa. Cô bảo giống con trai của cô và sáng nay bạn Khoa đã thay mặt cho cả lớp giống đồng hành với cô từ Sơn Tây Hà Nội trở về với chúng ta ngày hôm nay. Bạn Lan, con nhà Bắc Đồng. Bác chi hội trưởng, bác ngày xưa giúp lớp mình rất là nhiều. Và các bạn, là bạn Lan này còn đặc biệt hơn nữa là ảnh không có một mình mà hẳn hai mình. Chứng tỏ là báo hiệu năm nay lớp chúng ta sẽ lại có thêm nhiều tin vui. Đây là bạn Lên. Wow. Đây là một người rất xinh của lớp mình. Đấy. Từ trước rồi cô giáo vẫn bảo là xinh mà bây giờ gặp lại xinh hơn. Nhiều đây, thầm yêu chốc nhớ. Lần trước gặp em rồi nhỉ? Đi đi. Cái lần học trước ấy nhỉ? Thế mà giờ chưa nhớ ra. Bích Liên. Xinh hơn ngày xưa. Có đi ạ. Tức là bạn ấy dạy thì thành công. Đây là bạn Lưu Hường. Không, bạn Lưu Hường là bạn giới thiệu cô ngoài kia rồi. À, bạn Hải Ninh là lúc đấy là đưa cô đến khách sạn, cô vẫn nhớ. Bạn Ninh có đặc điểm nhìn đằng sau cũng nhận ra. Đây là một bạn Hưng. Lớp mình là nhiều Hưng nhưng mà duy nhất có bạn Hưng này là nữ thôi. Đúng không cô? Mình là không có con trẻ. Cháu tư duy toán học quá tuyệt vời luôn. Các bạn này, cô vừa thì thầm với mình. À, cô nhớ bạn này rồi. Bạn ấy còn có ảnh chụp ở nhà cô treo mà. Ôi, cùng bạn à? Các em mà nhìn ở trên Facebook mà cô đăng ảnh lớp mình đấy là bạn có ảnh chụp với cô đấy. Bạn một gương mặt thân quen của lớp chúng ta. Đi bắt phần. Bạn Oanh thì khỏi phải nói. Bạn Oanh là người đặc biệt, vừa nhìn là nhận ra ngay nhỉ, đúng không? Vẫn trẻ, vẫn xinh nhỉ, vẫn xinh hơn ngày xưa. Xinh hơn xưa. Hôm nay mình nghĩ những bạn nào mà được cô khen xinh hơn xưa có lẽ tí phải có chương trình nữa. Chưa với cô đấy. Mình cũng đông ấy, được bao nhiêu ở đây?
nhiều bài hát mà gương mặt là điển hình tiên tiến của lớp chúng ta, một người mẹ bốn con bạn mới được 1 tháng 20 ngày, nhưng bạn đã rất là bố trí công việc sắp xếp để đến với chúng ta. Cô bảo lớp thì các bạn ấy nhiều con nhỉ? Cô ấy toàn từ 3 trở lên cơ ạ. Lưu Hương Trần Nam bảo rằng là lớp mình các bạn ấy xin nhiều hết cả quỹ. Bạn Huyên với cô nhận ra ngay, không thay đổi gì, gặp một cái là biết Huyên luôn. Huyên này có cái ảnh chụp với cô đấy nhỉ? À, đề nghị với ban tổ chức sau buổi họp trường em nay, ban tổ chức sẽ mua tặng cô một lọ xăm nẻ, bởi vì bạn nào cũng lên thơm cô tối má cô bị nẻ. Nói thằng này không cần nhớ đâu. Bạn Hưng. Bạn Hưng thì cũng hay gặp lắm. Bạn một bạn Huệ. Vũ Thị Huệ vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn nhỉ. Bạn Hương, đây là bạn Hương, bạn Hương nhà họ Vũ đúng không? Vũ Hương ở Quốc Tuấn hiện tại bạn ấy đang sinh sống tại tỉnh Lạng Sơn ạ. Đúng rồi, bạn bảo quá. Đây là lớp trưởng của chúng ta nhỉ. Vẫn mấy cái lúa cơm tiền chân kim nhỉ. Đấy. Để gửi tặng cho các bạn, đây chính là món quà của ban tổ chức ạ. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa và cái tình cảm rất là lớn. Mong rằng chúng ta sẽ lưu giữ nó. Đến 25 năm, 30 năm sau chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có món quà càng ngày càng to hơn. À, kính thưa cô chủ nhiệm, thưa toàn thể các bạn, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã viết rằng: nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế. Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi. Sau đây xin mời cô và toàn thể các bạn cùng xem một đoạn video clip
về tập thể lớp A6 xưa và nay để xem chúng ta có được nhớ việc gì về nhau, về những ngày xưa vậy hiện tại như thế nào. Kính thưa cô giáo chủ nhiệm lớp A6, thưa toàn thể các bạn A6 thân mến,
Ngày hôm nay với S6 chúng ta thực sự là một ngày kỷ niệm, ghi lại dấu ấn của kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Bởi vì đây chính là ngày họp lớp mà đông vui nhất từ trước đến nay, đã có sự hội tụ đầy đủ Nam Bắc. Và đối với chúng ta, vinh dự hơn cả đó là được chào đón sự hiện diện của cô giáo chủ nhiệm lớp chúng ta trong ngày kỷ niệm ý nghĩa này. Và có lẽ vì khoảng cách địa lý giữa cô và trò chúng ta mà có lẽ đây là lần đầu tiên chúng em thực sự tổ chức được một ngày kỷ niệm để thể hiện sự biết ơn và những tình cảm của chúng em đối với cô. Và cũng chính vì những chuyến đi lần này, cô đã phải thu xếp tất cả những công việc nhà và không quản ngại đường xá xa xôi để trở về đây với chúng em. Và thời tiết vào lúc này lại là lúc mà miền Bắc là lạnh giá nhất. Điều đó cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, làm chúng em cũng vô cùng áy náy và cảm động. Và sau đây, chúng em xin được gửi tới cô một bó hoa tươi thắm và món quà để thể hiện sự biết ơn với cô. Em mời cô lên nhận quà. Xin mời các bạn đại diện cho lớp lên có món quà tặng cho cô. Xin chia sẻ thêm với cô và các bạn ạ. Trong những ngày ban tổ chức bàn bạc công việc, có những bạn có nói vui rằng là tôi xây nhà lên nhà mới cũng chưa bao giờ chuẩn bị và chu đáo như thế này. Rồi thậm chí một số bạn nói rằng là bao nhiêu năm không về miền Bắc quên luôn cái cảm giác lạnh của miền Bắc rồi. Thế nhưng khi về đây với cái tình cảm ấm áp của cô trò, tình cảm của bạn bè, thì chúng ta cảm thấy không khí của buổi tối ngày hôm nay như nóng dần lên. Và tình cảm của chúng ta mãi là mãi mãi 20 năm ước hẹn thành xuân đã thành sự thật. Dạ, em xin mời cô lắng lại trên sân khấu ạ. Xin mời cô ạ. Kính thưa cô, biết được rằng là cô trở về miền Bắc với chúng em từ ngày 2 tháng 12. Mặc dù là rất là nhiều công việc với gia đình, với người thân, họ hàng bên nội bên ngoại, và thời tiết rất là lạnh, lâu rồi cô không về. Cô có nói rằng là có những lúc mình nói chuyện với cô có nói là lạnh quá, cô bị viêm mũi, chảy cả máu mũi ra. Nhưng mà cô vẫn háo hức lắm, muốn được về gặp các bạn. 20 năm rồi, không biết là chúng nó bây giờ có thay đổi nhiều hay không, không biết chúng nó như thế nào. Và bây giờ thì cô đã gặp lại chúng em. Em rất mong muốn cô có những cái chia sẻ của cô dành cho tất cả chúng em trong buổi tối ngày hôm nay. Cô năm ngoái thì cô ra ngoài Bắc 2 lần. Năm nay cô không định ra, tại có cái Covid này thì mình lại càng vịn vào cái cớ đấy để không định ra. Đấy. Xong rồi các bạn cô ấy thì mời ra để hội khóa 45 năm. Đấy, các em nhìn trên ai mà làm bạn với cô trên Face ấy thì thấy rằng là 45 năm ngày trở về. Thì cô cũng bảo với chú là tôi chẳng đi đâu. Đấy. Thế nhưng mà sau đấy thì các bạn liên hệ lại mời cô ra hội khóa này. Thì chú bảo là thôi đi đi. Đấy. Ra đằng nào thì cũng thăm gia đình nội ngoại luôn. Thế chú rất là ủng hộ, bảo thôi cứ đi đi. Thế cô thì bảo là thôi bây giờ hai cái hội liền thì thôi thì mình lại đi. Đấy. Thế là cô đi. Đấy. Thì khi cô ra ấy, thì cái sợ nhất của cô là sợ lạnh. Tại vì rằng là ngày xưa ở ngoài Bắc cô chịu lạnh cũng rất là kém. Nóng bao nhiêu không là gì cả. Đấy. Nóng trong Nam ấy mọi người kêu nóng nhưng đối với cô là chuyện bình thường. Đấy. Thế nhưng mà lạnh ấy thì là cái bệnh nghề nghiệp. Ngày xưa cứ trêu ở cái nghề bán cháo phổi. Về sau này mới có phấn không bụi, trước là phấn có bụi. Và giáo viên ấy thì 100% là viêm họng. Em nào ở trong nghề thì biết. Đấy. Môn toán của cô ấy thì dạy nhiều. Đấy. Môn toán nó lại có đặc thù là các em nhé, những em nào ở trong nghề ấy, thì các em sẽ thấy như này này. Những cái bộ môn mà không phải môn chính ấy thì dạy thế nào cũng được. Đấy, em để ý mà xem. Kỹ thuật là nông nghiệp, kỹ thuật công nghiệp hay chính trị mà dạy thế nào dạy. Nhiều khi cô với cô Khanh ngày xưa thân nhau á, nhiều khi cô Khanh sắp đến cái ngày tổng kết rồi, cô còn mở sổ ra, cô còn có lúc xong hết bài chất lượng đạt 67 đó, không cả đọc nữa. Thế nhưng môn toán không thế được. Đó. Điều thứ hai nữa là môn toán ấy mà không chất lượng ấy, thì học sinh sẽ không thi được.
Đấy. Thế cô thì có đặc điểm ấy là sau này bạn bè đồng nghiệp phải công nhận là chắc, tức là cô muốn rằng là học sinh của mình ấy làm được bài, tự chấm được bài, tức là khi làm được rồi thì tự biết mình là bao nhiêu điểm đấy. Và khóa nào cô chẳng nói thế, cô chẳng bảo rằng là bây giờ vẫn cái thời gian này, nếu em làm được cả để 10 điểm thì quá tốt rồi, nhưng nếu vẫn thời gian này em chỉ làm được 3/4 bài nhưng mà hãy chắc 7 điểm 8 điểm đi, chứ đừng có làm đến về nhà bảo làm được mà làm được để 4 điểm 5 điểm đấy. Thì đấy là đặc thù đấy. Thế sau này thì nói thật, ngay từ xưa rồi là có nhiều cái thì mình về sau thấy cải cách là lại theo mình. Từ ngày cô là học trò đi học phổ thông ấy, nhà ngày xưa bận mà nghèo mà phải đi làm nửa buổi còn đi học nửa buổi. Vì vậy ngày xưa, ngay từ ngày xưa cô đã học theo cái kiểu là mình chỉ nhìn những y chính, những cái môn học thuộc như là sử địa, giáo dục công dân này nọ, là cô khi cô cầm một cái quyển lịch sử hay địa lý lên là cô cứ nhìn xem là cái chương trình ở lớp này là bao nhiêu chương, xong cái ý chính trong chương là cái gì, xong rồi là cái chương này gồm mấy bài, 5 bài, xong bài này ý chính là cái gì. Sau khi mình làm bài ấy, thì mình cô cứ đùa bảo thôi mình nắm được cái ý chính là, xong mình nói phép ra mình cứ viết fantasy thêm vào thì không bao giờ sợ bị điểm kém. Nhưng môn toán của cô nó không thế, môn toán của cô là phải chính xác đó. Chỉ sai một tí thôi là mất điểm. Vì vậy cho nên là cái đặc thù của môn nó toán là như thế. Nhưng nói thật với các em là ngày xưa thi ấy, khi cô làm hồ sơ thi ấy, thì trường 1, trường 2 đều ở Hà Nội. Từ Sơn Tây nhà cô là đi cái đường quốc lộ 32 ấy, là về luôn. Thì thi là thi vào đấy. Nhưng mà đến lúc mà đỗ rồi ấy, thì nhập trường thì quyết định của bộ lại đưa cái trường sư phạm Hà Nội 2 là lên thị trấn Xuân Hòa. Thế là cô tình cờ là thành khóa 1 của Xuân Hòa. Thế ngày đấy thì bạn cô có bố dạy toán ở trường 1 ấy, thì bác ấy bảo rằng là cháu, tại vì bạn ấy cũng ở khoa toán với cô nhưng mà bạn ấy không muốn lên trường 2 thì bạn ấy sang khoa hóa. Thế còn cô ấy thì bác ấy bảo khóa bây giờ không lấy thêm người nữa, nếu mà cháu mà muốn sang ấy thì chỉ có sang học môn sinh thôi. Thế cô mới nghĩ trong đầu rằng là bây giờ mình mà học môn sinh thì ra cả đời mình dạy sinh, tức là mình ở Hà Nội được 4 năm nhưng mình sẽ dạy môn sinh suốt, thì cô cũng thích. Cô bảo thôi khó khăn lăn lộn 4 năm nhưng ra dạy toán, tại vì cô thích môn toán hơn. Đấy. Thế là thành ra là trở thành khóa 1 của Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Xuân Hòa. Học cùng khóa 1 ở trường mình nhiều lắm đấy. Là thầy Điện này, thầy Thuân này, rồi cô Phượng dạy địa, rồi ngày xưa còn thầy Châu này, rồi thầy Tú chuyển sang Hải Dương rồi. Thế rồi cô Hòa rất là đông đấy, xong chuyển đi. Đấy. Thế thì nói với cả các em là cũng không nghĩ rằng là sau này mình lại đi vào Sài Gòn. Ngày xưa cô tuy là dạy toán, nhưng mà cái hồi học phổ thông ấy thì lại rất là mê tiểu thuyết. Đấy. Tiểu thuyết nào, nước nào cũng đọc tất. Đấy. Và nhớ, đọc theo cái kiểu như là của người, cô cứ nói với các mấy cái thầy dạy văn ấy, là các thầy cứ cho cô mượn. Cô bảo các anh đọc thì để dạy học sinh, cho nên để ý đến nói chung là những cái mặt về văn học ấy. Nhưng mà em ấy đọc thì chỉ để coi như thưởng thức về nội dung thôi. Đấy. Thế thì không ai, cô không hề nghĩ rằng là các cái tác phẩm ngày xưa mình đọc đấy, mà về cuộc kháng chiến chống Mỹ ấy, rồi chống Pháp, chống Mỹ đó, mình không nghĩ là sau này mình về già lại ở đấy. Hiện nay ấy, là cô đang ở một trong 8 thôn Vườn Trầu đấy, ở huyện Hóc Môn ấy. Thế và cô vào trong đấy thì cô mới cứ thắc mắc là tại sao thành phố Hồ Chí Minh mà có 6 điểm bắn pháo hoa đó thì bao giờ cũng bắn ở Hóc Môn. Nhưng mà về sau cô mới tìm hiểu ra là ngày xưa Nguyễn Thị Minh Khai đó, do ông Trần Phú đấy, đều bị treo cổ ở Hóc Môn đấy, đó, bị thực dân Pháp đó. Thì sau này cô mới đi chỗ nọ chỗ kia, lên cả Tây Ninh, rồi ra cả Quảng Ngãi, rồi cô mới nhớ đến những cái tiểu thuyết ngày xưa mình đọc đó. Thì mới nghĩ rằng đúng là cuộc đời chả biết thế nào, chẳng nghĩ đâu là mình lại vào đấy. Đó. Thế vào trong ấy thì đầu tiên là chỉ vào là để hỗ trợ cho con trông cháu. Cô vào cô chuyển vào đấy cô dạy cao đẳng giao thông mà. Đấy.
Thế mà các em, cô nhiều khi cô nghĩ là bù trừ. Các em ngoài năm sách này cô dạy là 29 năm. Nhưng mà toàn gần trường đấy, thấy không? Ngày xưa thì ở trong nội trú, trong đấy thì nhà gần trường, đi bộ ra trường được. Nhưng mà vào Sài Gòn các em biết thế nào không? Đi 15 cây số. Cô ở lúc ấy thì mình ở Hóc Môn mà phải lên tận quận Tân Phú. Cái trường cao đẳng giao thông này nó ở đường Văn Cao ở quận Tân Phú thì 15 cây để đi cơ mà vào chả biết thế nào, sợ lắm, cho nên là đi xe buýt thôi. Thế mà cái kỷ niệm đầu tiên là lên trường ấy, về một cái nhìn thấy cái chỗ mình đón xe là Nguyễn Ảnh Thủ mà, thì cứ nghĩ thành phố nó như Hải Dương này này, nhìn thấy có chữ Ảnh Thủ là nhảy lên xe luôn. Nhưng mà đi thì đi một lúc thì thấy có Nguyễn Ảnh Thủ thật, nhưng mà mình chưa nhìn thấy cái chỗ quen để xuống ấy thì đã chẳng thấy Ảnh Thủ đâu cả. Thế là thêm một lúc nữa nhìn lại càng lạ, thế là mới hỏi phụ lái bảo là bây giờ tôi muốn về Thới Tâm Thôn ở Hóc Môn ấy thì xuống ở chỗ nào. Thế là cái cháu phụ xe nó bảo ui cô ơi cô mà hỏi thêm một câu nữa thì cô sang Long An, xe này là đi Phật Cô Đơn ở Long An. Thế mà lúc ấy em biết nhất trời bắt đầu nhá nhem rồi nhá, 5 giờ chiều mà có mưa nữa. Thế là họ bảo thưa cô bây giờ xuống ở đây này, xong rồi cô bắt xe quay ngược lại, quay ngược lại 5-6 cây rồi đấy. Thế là cô vội vàng gọi điện cho con mình ấy, bảo là con ơi con, mẹ bây giờ bị lạc đến gần Long An rồi. Thế con thì cô bảo là mẹ ơi mẹ, thế mẹ cứ đứng im đấy, mẹ đừng có đi cái gì nữa, mẹ cứ đứng im đấy, con đến con đón mẹ. Thế xong rồi con thì cô mới dặn là lần sau ấy, mẹ định xuống đâu mẹ phải hỏi phụ cho người ta chỉ cho mẹ, và mẹ đừng có nhảy các xe nào, chỉ đi đúng cái xe thôi đấy. Thế dần dần rồi ở quen quen rồi mới dám mua xe đạp điện để đi đấy. Thế mà ở trong ấy thì được mấy năm ấy thì tự dưng lại thích ở trong ấy, thế là quyết định là ở trong đấy thì bây giờ mới đi nhập khẩu đấy. Nhưng mà cũng may lắm em, cái lúc mà mình quyết định nhập khẩu thì cả thành phố là đổi sổ hộ khẩu, vì vậy cho nên là cô nhập rất là nhanh, cô nhập chẳng mất đồng nào cả mà nhập rất là nhanh, chỉ một tuần là được, dùng mẹo mà. Đầu tiên ấy là con nhập cho bố mẹ, thế là anh chị nhập cho cô chú, xong bố mẹ lại tách ra, tách thành một cái sổ nữa ra, thì bố mẹ nhập cho con, lại nhập cho Huy, thế là xong ấy. À, thì cô đang nói rằng là nhiều khi cuộc đời nó có những cái bước ngoặt mà mình nhiều khi không tính được chứ. Thế và cô ở trong Nam ấy thì cô mới thấy rằng là thích, nói thật với cả các em ấy, không khí mình thích rồi. Cái khí hậu ấy, cái vùng đất không bao giờ có bão, không bao giờ có dông lốc. Thế nhưng mà điều thứ hai nữa là người trong Nam ấy làm cho mình cảm thấy là mình thích đấy. Và điều thứ ba nữa là cái làm việc ở trong Nam ấy là cô thấy thích, tại vì không bị áp lực, vẫn là mình, nhưng làm ở ngoài này rất áp lực em ạ. Làm ở ngoài này nhiều khi mà đến cái lúc mà sẽ thi đua ấy, nhiều khi thì ngồi với nhau ở tổ không nói, nhưng mà lên ban thi đua thì lại hình như thế này hình thế kia, chụp mũ và áp lực. Nhưng vào trong Nam ấy thì lại rất là dễ. Cô mang cái phong cách ở ngoài mình này là cứ tóc lực, hơi mấy phút là vào sổ đen đó, là mất thi đua. Thế nhưng mà cô vào trong kia cô dạy, đầu tiên dạy nghiêm túc. Thế nhưng mà cái đội mấy cái cô mà tạp vụ ấy, các cô cứ lên năn nỉ đấy này, cô Vân ơi cô về sớm đi, tất cả tan rồi mà cô cứ chưa về để cho chúng cháu quét dọn phòng lau ấy đi. Thế cô về sớm đi cho chúng cháu được nhờ. Thế cô bảo là nhưng mà đã hết giờ đâu. Thế họ bảo nhưng mà người ta về hết rồi, thế cô làm ơn cô về đấy. Xong về sau ấy họ cũng phản ánh gì lên ấy thì ông trưởng khoa ông nói là này này, cô ấy là bà chị Vân ơi, chị đầu giờ thì chị đến sớm, chị tức là chị đến đúng giờ thì chị ngồi chị chờ 15-30 phút thì đấy cho đủ học sinh là chị dạy. Nhưng mà chị dạy thì nhớ rằng là chỉ 10:30 thì chị cho về thôi, đừng có để tận 11:30 đấy. Thì cứ song song lúc nào là về đấy. Đấy là một đặc thù. Một đặc thù thứ hai nữa là môn của chị quy định của bộ thì bắt học thôi, chứ còn môn toán này không phục vụ cho nghề nghiệp của các cháu, cho nên là chị thì dạy cơ bản lắm. Xong chị cho đề nó dễ thôi,
chị làm nào cho chúng nó đỗ nhiều lên. Đấy, thế là đặc thù thứ hai. Cái việc tiếp theo nữa là mình nói thật đấy, cô vào trong Nam có mấy năm cô ra thì cô nhận xét mấy cháu cô ấy, người trong Nam người ta nó tự dưng nó thành một cái nếp là rất là lịch sự và hướng, tức là nghĩ hướng thiện em ạ, hướng thiện, thành ra là thích. Thế các em nhé, cô có những lúc ấy tự dưng mình có biểu hiện tự mình ngượng nhé, tại vì mình rất vô tình đó. Cô đứng cô chờ xe buýt nhé, lúc đầu cô đứng cô chờ xe buýt thì mình thì cứ nhìn đồng hồ vì là sợ là muộn, người ta đến sau không nhìn đâu, đằng sau có người đến không ảnh lại, ô tô nó đang đến rồi mà, thì cứ vô tình là cứ đứng đó, thế là có đằng sau có người, đến lúc có xe đến một cái là mình đứng gần đấy là lên luôn. Nhưng mà cô lên một cái cô nhìn thấy mấy người trên xe nhìn cô không bình thường, tức là người ta nhìn mình với một cái kiểu nhìn mình cảm nhận thấy là không có thiện cảm. Cô ngoảnh lại luôn, cô ngoảnh lại luôn thì hóa ra đằng sau mình là một bà già, một cái bà cụ chắc cũng phải bảy mấy tám mươi rồi. Thế là cô biết là mình sai, tại vì người ta đến đằng sau mình không nhìn và mình là người tự dưng lại nhảy lên trước. Thế là sửa cái sai đấy là bằng cách là cô mới quay lại, cô đỡ bà lên, rồi đỡ đầu, rồi đỡ bà vào ghế, thì người ta lại hiểu rằng là mình lên sớm để đưa bà lên. Đấy, thế thì mình ở trong ấy dần dần là mình bắt đầu theo những cái đó. Đấy, thế và cho nên 5 năm ấy cô mới quyết định là thôi ở trong mình được, cái vùng đất này là hay. Đấy, thế là rồi là ở. Và nói thật với em ấy là 2017 rồi mới bán nhà ngoài này. Đấy, để mua đất thôi chứ không có tiền làm nhà. Hiện nay ấy, thì cô mấy chú ấy vẫn ở riêng ở cái nhà ban đầu đấy, là ở Hóc Môn đấy. Thì nó là nhà gọi là một trệt một lầu nhưng mà giả gác thôi mà, xong ngoài mái tôn thôi. Thế nhưng đất xung quanh người ta chưa cho xây, đâm ra là thoáng mát và yên tĩnh đấy. Thế vẫn cứ đùa bảo rằng là cố gắng là cái đất ở trên kia ấy thì cho thuê đấy, cái đất mà bán ngoài này là xong vào mua trong kia thì cho thuê. Thì cô cứ nói đùa và hết hạn cho thuê thì sẽ xây cái nhà, chuyển cái nhà cấp 4 này lên đấy để ở cho gần con đấy. Thế nói với các em thế. Thế tự dưng lại kể về riêng của mình hơi nhiều nha. Đấy, thế cô có cái điều này cần nói với cả các em ấy, là những năm ở trong ấy cô mới nhận được ra một điều là như thế này này. Khi ở trong cuộc sống ấy, dù là tất cả lĩnh vực nào cũng thế, có một cái việc gì lên ấy, thì chọn cái giải pháp lợi mình, lợi người. Tức là nó sẽ có cái giải pháp là hoàn toàn có lợi cho mình đấy, hoặc là hoàn toàn có lợi cho đối phương, hoặc là vừa lợi mình lại vừa lợi cho đối phương đấy. Thì người ta hay chọn cái giải pháp là lợi mình, lợi người đấy. Ý thứ tiếp theo nữa là khi mà có một cái sự cố gì xảy ra ấy, thì mình cố gắng ấy, tức là người ta gọi các cụ thì bảo là một điều nhịn chín điều lành, nhưng mà thực chất là như thế này các em này, đừng tức là đừng có phản ứng vội vàng, tại vì là nóng vội, tức là cả giận mất khôn, nếu nóng vội là hay bị sai. Cho nên là khi mình cứ nghĩ cho nó kỹ đi, tức là mình nghĩ kỹ đi, xong rồi là xem rằng là khách quan là cái gì, còn cái gì sai ở chỗ nào, thế hậu quả là cái gì. Đấy, xong ấy bắt đầu là nghĩ đến chuyện là giải quyết, tức là làm nào để khắc phục được. Đấy, và nhiều khi phải cố để theo một cái chủ trương là vị tha. Đấy em ạ, chủ làm được những cái điều đấy tự dưng cuộc sống của các em sẽ rất là hay. Đấy, mà nói thì dễ đấy, cô thấy nói thì dễ, nhịn thì cũng được, nhịn tức là đừng có nổi nóng, xong để nhẹ nhàng đấy, và nghĩ về hậu quả, nghĩ về biện pháp, rồi nghĩ đến là việc tiếp theo phải làm cái gì thì dễ. Nhưng mà cái ý thứ ba mà cô nói là vị tha đấy là hơi khó. Đấy, các em cứ nghĩ kỹ mà xem, ai mà người ta làm cho mình mất quá nhiều này. Đấy, hoặc là người ta làm mình tổn thương mà bảo mình mà tha, tức là mình thương yêu được rồi là mình này nọ,
hơi khó, thế nhưng tập đi thì nó sẽ cố là được. Đấy. Và cô nghĩ rằng là ở trong Nam ấy là người ta toàn như thế thôi. Đấy. Thì cái điều mà cô thấy thích ở chỗ đấy. À, Bạch Thiên, giới thiệu với em đây là Bạch Thiên. Bay thế nào rồi? Cái anh bạn này ấy thì anh trai là anh Khuyến ấy thì lại ở gần cô, xong hay qua lại với cô. Thế thì mới cho cô nhìn điện thoại và cô nhìn xem đây là ai. Đấy. Thế thì hôm 22 tháng 11 là định đến nhà cô đấy, nhưng mà chẳng may lại bị một chút, tức là bị sơ sẩy một chút, thế là không đến được. Đấy. Còn bây giờ chắc là tay khỏi rồi, nhưng ngày ra được với cả các bạn. Xin giới thiệu là một cái anh bạn ngày xưa bé tí nè. Còn nhớ không nhỉ? Bé tí còn nhớ không? Các bạn học một bạn trai đến nhất lớp chúng ta luôn. Lớp mình còn nhớ là buổi đầu tiên mà cô trò mình bắt đầu làm quen nhau nhỉ? Xong cô mới nhìn thấy một cái anh bạn bé xíu ngồi vắt vẻo ở cái bàn ở cuối lớp ấy. Cô lại bảo rằng là bạn em nào mà đưa, tức là bạn nào trong lớp mà đưa em đến... thì bảo với em là ngồi xuống chứ đừng ngồi trên mặt bàn. Còn nhớ không nhỉ? Đấy, đây là cái anh bạn đấy. Đấy. Thì bây giờ ấy, thì lại ở ở Đồng Nai, tức là ở cách cô khoảng 130 cây. Cô lại tưởng là 30 cây. Đấy. Đấy. Thì em nghĩ là khoảng cách về địa lý và không gian không quan trọng, quan trọng nhất là khoảng cách về tình người. Cũng nói vui với các em ấy là ở trong Nam ấy đến ạ. Nói vui với các em là ở trong Nam ấy gặp lại rất nhiều học sinh Nam Sách. Học từ đầu cả những người rất là nhiều tuổi rồi. Học từ ngày mà cô mới về ấy, rồi cô rồi bế cả Hoàng là cô ấy ở trong nhé, thì cứ tìm đến, cứ mỗi năm lại gặp thêm một số trò đấy, thế là dần dần là vui lắm đấy. Thế em ạ, rồi nó cũng có cái niềm vui đấy. Đấy, thế rồi học trò cứ bảo cô có đi chơi được ở vùng này vùng kia không, em đến đón. Cô bảo bây giờ cô còn khỏe, cô tỷ phú về thời gian, cho nên là rủ cô đi chơi là cô đi ngay. Cô ơi, mai kia cô yếu cô không đi được thì qua thôi. Chia sẻ của cô đấy, em cũng không ai cũng có tâm sự với một bạn chào em mình nhé. Cô em mời cô ở lại bán kia đấy đã. Qua cái chia sẻ của cô đi, hôm qua thì mình có tâm sự với bạn lớp mình là có lẽ mình phải đi học thêm một văn bằng nữa, sau đó mình dạy cấp 3, để biết đâu sau này khi về hưu 20 năm sau chủ nhiệm các bạn sẽ mời về. Và thay mặt cho tất cả các bạn trong lớp, em cảm ơn cô rất là nhiều. Khoảng cách về không gian, địa lý, về thời gian, về tuổi tác, nhưng cô đã bỏ qua tất cả để trở về đây với chúng em. Và chúng ta một lần nữa hãy dành cho cô một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những tình cảm và sự chân thành mà cô đã dành cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô luôn mạnh khỏe và trong những chương trình lần sau rất mong cô sẽ trở về cùng với lớp ạ. Vâng, kính thưa cô chủ nhiệm, thưa toàn thể các bạn, để và các bạn lớp chúng ta thêm phần gắn kết và được thể hiện các năng khiếu sở trường của mình, đồng thời góp phần làm nên sự thành công ấm áp của buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng kính mời cô và các bạn cùng đến với chương trình giao lưu với tựa đề kỷ niệm 20 năm ước hẹn thanh xuân. Và chương trình được thực hiện bởi sự tham gia góp mặt của các thành viên lớp A6 với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, cùng rất nhiều trò chơi vô cùng hấp dẫn và thú vị, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của tất cả chúng ta. Và để mở đầu chương trình hôm nay, sau đây xin trân trọng kính mời cô chủ nhiệm cùng tất cả các bạn cùng đến với một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy, ca khúc Ngày Xưa Ơi, có phần trình bày của Tam Ca Nữ lớp A6. Hát bài gì nhỉ? Hát bài gì mà ta?
đi vút sau rặng tre. Ngày xưa có cánh gò bay la đà, chậm chờn sau đồng lúa. Ngày xưa ai nay cười hay dối hờn, chiều hái hoa chiều về. Ngày xưa bên băng lưu đến con thuyền, chờ người đi xa bờ. Thầy cô từ ngày xưa.
đẹp thế nhỉ? Cái vải. Xin được cảm ơn Văn Bích Liên với ca khúc rất là tình cảm. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em quên hết công ơn người thầy. Lời kết của bài hát cũng là tình cảm của tất cả chúng em muốn gửi gắm đến cô, và mong rằng tình cảm của cô cho chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn cùng năm tháng. Và tiếp theo chương trình thì các trang trọng cũng mời cô cùng thấy các bạn cùng sống lại thời thanh niên của chúng ta với ca khúc Tình Thơ. Về đây xanh đất cây ngọc sơn chiều. Em sẽ cố gắng là theo bạn Khương ạ. Ngày xưa cũng theo bạn nhưng bạn không đồng ý. Hoàng kê đá xanh đất cây ngọc sơn chiều. Anh làng ấy xa rời xa bước chân. Bạn thân hơn ta khác nghĩ trong lòng. Những ước mơ màu ngày càng chờ dòng nước muốn chưa kịp ghi đớt nhẹ nhàng hoa thắm chưa kịp cho tay một lần kỷ niệm đó trong chiều mát tan trường hai đứa chung đường sao nghe ngân vương bao nhiêu thứ trong ta tìm về muôn muôn thoát chưa xưa đang ngày thế gian thôi mưa nghĩ bước không trong tim một thời chơi rất là thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta cũng hãy bước lên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi đầu tiên có tên gọi Ngày ấy mình nghe gì. Ở trò chơi này chúng ta cần có hai đội chơi, mỗi đội gồm 3 thành viên ạ. Xin mời các bạn, chúng ta hãy khẩn trương cử các thành viên có các đội chơi lên trên sân khấu ạ. Ai xung phong ạ? Hai đội và mỗi đội gồm 3 bạn, các bạn khẩn trương lên ạ. Vui chơi là có quà mang về nhà. Hai
chúng ta là âm thịnh dương suy. Toàn các bạn nữ thôi. À các bạn hãy lắng nghe lời chương trình này như sau. Hai đội sẽ đứng hai bên sân khấu. Mời các bạn. Và các bạn sẽ hướng mắt nhìn lên màn hình LED. Kỹ thuật viên của ban tổ chức sẽ cho hiện lên trên màn hình 10 lựa chọn ở răng số. Mỗi số khi bấm vào, một đoạn nhạc sẽ được vang lên. Đội có tín hiệu trả lời trước và tìm được tên của bài hát thì đội đó giành chiến thắng và ghi được 10 điểm cho đội của mình. Nếu trả lời sai thì nhường quyền trả lời cho đội bạn. Và trường hợp cả hai đội không trả lời được thì bỏ qua, chuyển sang câu khác. Khán giả có thưởng chứ? Này, chuyển sang câu khác. Và ở cái trò chơi này thì ban tổ chức cần có một thư ký để giúp ban tổ chức tổng hợp điểm cho các đội chơi. Ai xung phong làm ban thư ký giúp ban tổ chức ạ? Nhanh. Thư ký đã xuất hiện rồi. Mời bạn ngồi ở vị trí kia. Hãy giúp ban tổ chức. Chết rồi. Và ban tổ chức chúng tôi tạm thời đặt tên cho các bạn của các đội chơi như sau. Đội bên đây sẽ là đội Ước Hẹn, còn đội bên này có tên là Thanh Xuân. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Ước Hẹn và Thanh Xuân. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa ạ? Chưa. Các bạn là cổ động viên, các bạn hãy đếm ngược cùng với tôi ạ. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Nhỏ quá. Mà to à? Và bây giờ để cho lựa chọn, mời hai đội trưởng của hai đội sẽ ra bản tù xỉ. Bạn nào thắng trước thì bạn sẽ lựa chọn trước. À các bạn. 1, 2, 3. Trở lại. Và bây giờ thì đã có lựa chọn dành cho các bạn. Thanh Sơn ạ, xin mời các bạn lựa chọn ô chữ của mình. Ô số 1 ạ. Xin mời ạ, ô số 1. Xin mời câu trả lời của các bạn. Bài hát thì là bài hát cây đàn sinh viên. Nhưng mà không nhớ tên tác giả. Chúng tôi chỉ cần hỏi là bạn nghe bài gì và bài hát đó là bài hát gì. Bài hát cây đàn sinh viên. Đáp án là cây đàn sinh viên, chính xác chưa các bạn ạ? Xin chúc mừng các bạn, đội Thanh Xuân đã ghi được 10 điểm đầu tiên ạ. Vậy thì bây giờ như thế này đi, người sai, tí nữa tôi sai tôi sẽ phải chịu trách nhiệm là trước tất cả các bạn. Còn bây giờ ấy thì chúng ta sẽ chuyển sang câu đấy không được tính ạ. Và ban tổ chức, kỹ thuật viên tí nữa có vẻ phải đưa cho tôi một cái bản đáp án của câu hỏi này. Câu hỏi khó quá, nghe giống nhau quá đi. Thôi bỏ qua, chúng ta bỏ trở lại từ đầu. Mời các bạn lựa chọn. Xin lỗi các bạn, đội Thanh Xuân của các bạn chọn tiếp ạ. Số 5 ạ. Chính xác. Mời bạn chính xác. Mời bạn quay trở lại trả lời đúng thì sẽ có quà. Xin mời bạn. Xin mời ban tổ chức ạ. Quà gì? Quà gì? Cho được bao nhiêu người thay người chơi? Quà của ban tổ chức dành cho bạn. Một nụ hôn trang quà đi. Cho một nụ hôn rồi. Được không? Cho kêu. Wow. Cho bạn. Bây giờ trước khi mở đến quà thật thì các bạn nam ở dưới này ạ. Các bạn nào có ước hẹn gì mà chưa làm được, tôi cho phép các bạn.
không có chương trình quà khán giả không bạn? Ơi không được. Rồi bạn Hương này, bạn Khương bạn ấy bảo với tớ là quà dành cho bạn Hương này tí nữa bạn Khương bạn mới tặng riêng cơ. Tí nữa. Bây giờ đúng. Cái này tớ cũng muốn từ tối mà chưa được. Bạn ơi, bây giờ quà của bạn là một điều ước dành cho bạn. Nếu mà được ước, bạn ước gì trong buổi tối ngày hôm nay? Ước còn đâu nữa. Ai mà cũng như bạn Huệ thì ai cũng ước. Thực sự là mình bất ngờ quá nên cũng chưa biết ước gì. Tại vì sao lại tìm cái chỗ nếu mà bất ngờ quay lại tí nghĩ ra rồi. À bạn ấy bảo thế tớ mời bạn về chỗ tí nữa. Nghĩ ra rồi nhớ nhá. Và tổ chức không quên. Bây giờ ở phần này chúng ta cũng chưa ra tìm ra đáp án mà khán giả của chúng ta rất là xuất sắc đã tìm ra. Chúng ta chuyển sang phần lựa chọn tiếp theo. Xin mời các bạn. À số 4 ạ. Những ca khúc thời của chúng ta toàn những ca khúc trong album Làn Sóng Xanh. Cái này đã phải cho mình lên mới đúng nhỉ? Cái này có vẻ khó đúng không ạ? Quá dễ. Cô ơi, cô thấy không? Các trò của cô 20 năm về trước ta toàn là những con ong chăm chỉ thôi. Chỉ có biết học thôi mà không biết hát mà không biết nghe. Cho nên là rất khó, nhưng mà khán giả thì rất nhiều người giơ tay. Nhưng mà bây giờ nha, ban tổ chức chỉ có những cái phần quà chuẩn bị sẵn. Mà nếu các bạn trả lời đúng thì chỉ nhận quà là quà ngay trực tiếp cơ, không phải quà đã chuẩn bị. Ui thế thì còn ngon. Vậy xin mời bạn lên đây ạ. Rồi xin mời bạn. Bài này là bài còn lại một mình. Một đáp án nào? Có ca sĩ đang chưa? Quà còn nhớ nữa là ca sĩ, một đáp án hoàn toàn chính xác. Và bây giờ sẽ là một phần quà dành cho bạn. Một phần quà dành cho bạn. Xin mời bạn. Xin mời bạn lên đây ôm em MC. Cơ hội đã đến rồi. Nghe trả lên luôn. Đừng quên trả lên nhá. Các bạn ấy đang xúi. Thế biết là ước cái gì? Một cái nhưng mà phải chắc phải hai. Mình tính là sao mà không xúi? Không phải đu đâu mà đang xúi. Bây giờ bạn mong muốn cái gì ạ? Cho bạn mic đi, cho bạn. Cái này hơi khó nói. Không nói được thì thể hiện bằng hành động. Thôi rồi, cho cái gì lấy cái đấy. Thôi cho nhanh đi. Đấy, bạn Huệ, bạn ấy đã sợ. Tớ là tớ nghe thấy ở dưới đã xúi lên ôm tớ rồi. Bạn Huệ, bạn sợ bạn Khoa ôm tớ, bạn ấy phải thăng hoa ngay. Rồi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo ạ. Lựa chọn tiếp theo xin mời các bạn. Rất khó đúng không ạ? Đã tìm ra, đã có người giơ tay trả lời. Xin mời bạn. Tiếp theo, xin mời ạ. Điểm. Bạn thư ký ơi, bạn xin ghi nhớ và đồng ước nè. Rồi, tiếp nhé. Tiếp. Sổ đang chưa? Một đáp án hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng. Rồi. Bên này có trước. À đấy, các bạn khán giả đang bảo là bên này ra trước. Bên này bạn có nói trước. Bên này có đáp án là nói trước rồi. Rồi bây giờ các bạn là cổ động viên ở dưới sẽ giúp ban tổ chức là xem tín hiệu của đội đang trước. Bây giờ chúng ta còn rất nhiều câu hỏi. Các bạn hãy trật tự và lắng nghe. Xin mời ạ. Đây, em xin lỗi, đúng thể lệ em làm.
cầm hai cái biển đấy. Thu lại. Bây giờ các bạn cũng đến với tôi được không ạ? Cả hai đội cùng giơ tay. Ai có tín hiệu nhanh hơn trước thì sẽ được trả lời trước. 1, 2, 3. Các bạn khán giả, cổ động viên bên nào ạ? Ước Hẹn hay Thanh Xuân ạ? À, Thanh Xuân xin mời. Bài hát Về Đây ạ? Trừ chính xác, cơ hội dành cho các bạn là Ước Hẹn. Về Đây Bên Em. Về Đây Bên Em, chưa chính xác. Ai? Xin mời một bạn khán giả, mời bạn Anh. Một người rất là chịu khó live stream nhưng mà vẫn phải xí phần trả lời. Bài hát này là rất nhiều bạn được điểm 10 của thầy Thuân. Đúng không ạ? Bài Khoảnh Khắc. Rất chính xác. Xin mời bạn Anh Trường Nhã. Đấy, bạn ấy còn nhớ luôn cả nhà. Xin mời bạn bước lên trên này ạ. Lên hai người. Cũng mải quá chưa biết được gì. Thôi bạn thể hiện bài đấy. Thế bây giờ theo tớ thì như thế này. Chính xác. Bài hát này rất nhiều người được điểm 10. Vậy thì bây giờ chẳng có lý do gì mà chúng ta không cùng hát lại bài hát đấy các bạn đúng không ạ? Cho bạn ấy hát. Một tràng vỗ tay nghe nào. Lâu lắm rồi không được cầm mic. Lâu lắm rồi không được cầm mic nên là cũng không biết là có hát được không. Thế nhưng mà ở đây thì thôi mạn phép, xin phép cô, xin phép các bạn thì cho phép. Em cũng không chắc là nhớ hết lời nhưng mà tại vì 10 điểm lâu quá rồi bây giờ cũng không nhớ nữa. Và chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình em đứng đây chờ anh, chỉ còn bên đây mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi khi mùa đông đến bên kia rồi. Giọt nước mắt khô cầm đời. Và rồi mùa thu qua trong tay buồn đuối. 20 năm mà bạn vẫn nhớ được đến phần này, thậm chí nhớ được tên cả bài hát và tên tác giả, đó là một trí nhớ rất là tuyệt vời, chứng tỏ những cái kỷ niệm của chúng ta không thể nào quên được. Còn bây giờ mất nhiều thời gian quá, chúng ta trở lại với cuộc chơi tiếp theo đi ạ. Tỷ số đang còn bao nhiêu rồi các bạn ơi? Đấy, thư ký rất là công tâm ạ. Xin mời các bạn với khúc nhạc tiếp theo. Một đời bóng hình hai như tiền về quang hương sắc. Con đường giờ là kỷ niệm, giờ sương lặng lẽ em động trên đôi mắt vô tư. Chữ xa, có một chữ xa. Bạn cứ bình tĩnh ạ. Đã chơi là hết mình rồi, xin mời bạn. Bài hát Phố Xa của Tam Ca Mắt Trắng. Đúng chưa các bạn? Một tràng pháo tay thật lớn là dành cho Thanh Xuân ạ. Rồi, bây giờ là khúc nhạc tiếp theo ạ. Và có lẽ là khúc nhạc cuối cùng rồi đúng không ạ? Bạn Khương. Rồi, chúng ta cùng lắng nghe ạ. Bài Bước Chân Lẻ Loi phải không?
Chưa chính xác. Cố lên. Các bạn, con. Đúng rồi. Bài hát chưa nghĩ ra, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Bài hát có một từ mưa, đó là mưa phi trường. Quá trong này chúng ta không mưa nên không ai nghĩ ra cả. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Đó là câu cuối cùng. Các bạn hãy yêu nhau theo áo đắp trong. Bây giờ mới đang lên phân xử ở phía dưới đây ạ. Chào các bạn, thì các bạn có tín hiệu chưa hả? Bây giờ có cô ở đây, em muốn hỏi cô, có bạn bên nào có tín hiệu trả lời trước ạ? Rất công bằng, xin mời các bạn ước hẹn. Dạ thưa cô và các bạn, đây là bài Yêu Nhau Ghét Nhau. Các bạn hoàn toàn chính xác ạ. Và bạn thư ký ạ. Tỷ số bây giờ là 2 đều. Bây giờ để phân định thắng thua thì mời hai đội trưởng tiếp tục lên đoàn tu sĩ. Ban tổ chức chỉ chuẩn bị có 10 bài hát và 10 bài hát đã lướt qua hết cả rồi. Và quyết định bằng cách nào đoàn tu sĩ, xin mời hai đội trưởng. Ba lần để phân thắng định, phân định thắng thua. Nào, 2, 3, lượt 1. Ba. Rồi một lần tỷ số là 1. À, chơi lại chơi nào, chơi như thật. Không bên nào chịu nhầm bên nào. Lần thứ nhất, rồi xong. 1, 2, 3. Lòng người ước hẹn mãi mãi là ước hẹn, còn thanh xuân chúng ta sẽ tìm lại sau. Và đối với ước hẹn của chúng ta đã giành phần thắng trong chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn là thanh xuân và các bạn đến chỗ. Và bây giờ là phần quà dành cho các bạn. Một đại diện, mời một bạn là đại diện ở trong quà, mời bạn là quay trở lại nhìn màn hình. Xin mời. À, ban tổ chức có 10 phần quà như tên ở phía trên. Bạn chọn phần quà có tên là như thế nào ạ? Hình ảnh người đàn ông của năm. Cái phần số 3 có vẻ hay. Chứng tỏ bạn này rất yêu chồng và yêu các anh đàn ông. Hình ảnh người đàn ông của năm, xin mời ban tổ chức ạ. Người đàn ông của năm đây. Đây. Ôi đây à. Đã có người đàn ông của năm bước lên sân khấu. Bạn, tớ muốn xem là nội dung quà bên trong có gì, mời bạn ra đây. Kéo lớp bật. Đây là chủ trương mà bán ra. Wow, vui vậy, nhanh đấy. Wow. Nó là cái gì vậy? Wow. Rất là tuyệt vời. Các bạn ơi, ước mơ các bạn người đàn ông của năm là gì? Một người đàn ông luôn luôn biết chăm sóc vợ con, chung cùng là cùng với vợ con này. Và chung tay cùng với vợ con làm việc nhà, hai cái tạp dề. Ban tổ chức sẽ chuyển một phần quà thôi cho các bạn. Một phần quà nữa thì ban tổ chức sẽ chuyển lại cho bạn ngay sau đây. Mời bạn chọn. Mời bạn Huệ, đội trưởng rất xuất sắc. Bạn đứng ra kia, mời bạn. Mình chọn cho cuộc sống thêm ngọt ngào. Cho cuộc sống thêm ngọt ngào, không biết là cái gì đấy ta. Mời bạn. Đẹp. Wow, rất liên quan. Ban tổ chức ơi, tớ thì thôi không ra chương trình, không muốn làm người chơi. Xin chúc mừng tất cả các bạn có những cái món quà rất là ý nghĩa. Về sẽ trao lại cho anh sáng của mình để anh nhắc nhở anh rằng là hãy là người đàn ông của năm, luôn luôn biết giúp đỡ vợ con trong việc nhà cũng như tất cả mọi việc. Và bạn hãy dùng cái món quà này để nấu những bữa cơm thật ngon cho gia đình của thân yêu của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn và mời các bạn về chỗ. Đến với trò chơi thứ hai. Trò chơi này mới thú vị đấy nha. Những ai xung phong lên chơi ạ? Trò chơi có tên là chúng ta sẽ cùng đến với
phải dùng khăn để bịt mắt lại và sẽ dùng các cái kẹp nhựa kẹp lại bất kể một vị trí nào trên cơ thể. Nhiệm vụ là kẹp của các bạn nam và các bạn nữ sau khi bị bịt mắt xong thì sẽ đi lần sò tìm đủ 10 con sâu. Và đội nào tìm được trước, đủ trước thì đội đó sẽ là đội thắng cuộc. Xin mời các bạn hãy lên hỗ trợ ban tổ chức ạ. Và bây giờ là phần quà dành cho các bạn.
Mình vì của cuộc sống. Ok, xin mời hai bạn. Hồi hộp quá. Wow. Thế này là hai đứa chỉ cần thế này đã đủ say cả hai rồi. Xin chúc mừng hai bạn đã có những phần quà đến cho mình. Hộp quà rất là đẹp, chắc cho mình xin lại cái hộp. Chúng ta sẽ cùng đến với một trò chơi tiếp theo ạ. Trò chơi có tên gọi là ai nhanh ai đúng. Ở trò chơi này, ở luật chơi như sau ạ. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị sẵn các hộp sữa chua. Ban tổ chức cần có 5 bạn trai và 5 bạn gái sẽ lên tham gia trò chơi. Xin mời các bạn. Những người nào lên rồi thì thôi để dành phần quà cho người khác. Mời các bạn khác lên đi ạ. Bạn Kiên, bạn Khả Hưng, bạn Khoa. Bạn Khoa lên đi ạ.
hướng. Xin mời đội cuối cùng. Xin mời hai bạn. Ăn rất nhiều, càng ăn càng lớn. Chơi luôn đúng không ạ? Và trò này thì đặc biệt khó, và chính vì khó từ nãy giờ
chưa có sự thống nhất bởi vì ban tổ chức của chúng ta mỗi người một nơi đều nói chuyện qua điện thoại. Thành ra là tất cả các bạn chơi và khán giả chưa hiểu. Cho nên riêng trò này MC sẽ nhờ ban tổ chức chơi mẫu. Cái này là khó hiểu cho nên là ban tổ chức phải chơi mẫu giúp để các đội chơi mới biết được ạ. Ai xin mời bạn Khương và bạn Hưng đại diện cho ban tổ chức lớp lên chơi mẫu giúp. Mời rồi không? Trò chơi này có tên gọi là dai nào dai hơn. Các bạn hãy quan sát lên sân khấu và xem cách chơi của các bạn như thế nào. Trò chơi này như sau. Mỗi một bạn trai sẽ được một quả chuối như thế này và đứng ở tư thế này. Cái này bụng chắc không bị rơi. Để cho cái quả chuối này đó tầm này sau đó mình phải dùng cơ thể là đẩy cái bao nhiêu lên chuối này to hết rồi, quả đấy bé, chuối đấy bé lắm.
bạn ấy sẽ giành chiến thắng. Bạn Hưng, lệch lệch cho bạn Hưng này, đi không thiệt thòi quá. Từ từ. Sao, sao chuối của bạn cá hơn nó dài đã chết à? Như thế kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alo. Bình anh, ba tiếng rồi mà.